Thông tin về tình hình thời tiết sẽ tiếp nối chương trình. Thời tiết Nam Bộ hôm nay sẽ còn nắng mạnh và nóng như ngày hôm qua hay không? Chị Hằng My. Dạ vâng, xin chào quý vị khán giả. Hôm nay ở khu vực Nam Bộ sẽ tiếp tục là một ngày nắng nóng đấy ạ. Tuy nhiên là số điểm nắng nóng gay gắt 37 độ C sẽ ít hơn so với hôm qua. Cụ thể, ở miền Đông, hôm nay chỉ còn Đồng Phú là có mức nhiệt cao 37 độ C. Tại Biên Hòa hay Tây Ninh giảm xuống chỉ còn 36 độ C. Và đây cũng là mức nhiệt tại thành phố Hồ Chí Minh hay là Thủ Dầu Một trong trưa nay. Còn đối với miền Tây hôm nay cũng không có điểm nhiệt nào cao lên đến 37 độ C cả. Những nơi nóng như là Cao Lãnh, Châu Đốc cũng chỉ 36 độ C. Còn Cần Thơ, Vị Thanh, Vĩnh Long, Tân An duy trì nắng nóng 35 độ C. Dự báo đợt nắng nóng ở Nam Bộ sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Nắng nóng gay gắt khiến nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao, kéo theo hóa đơn tiền điện tăng là nỗi lo của một số gia đình. Thay vì mỗi phòng lắp một thiết bị chiếu sáng, việc dùng chung một bóng sẽ tiết kiệm tối đa lượng điện mà bạn sử dụng. Nên chọn loại bóng LED và không nên dùng bóng sợi đốt, vừa gây nóng bức vừa tốn điện năng. Còn đêm xuống thì nhiệt độ sẽ giảm đáng kể nên là quý vị nên tắt điều hòa, mở cửa sổ để đón luồng gió khi mà lúc ngủ để có thể tận hưởng khí mát từ gió trời. Tại thành phố đảo Phú Quốc hôm nay trời cũng nắng và nóng với mức nhiệt cao 33 độ C. Tối và đêm là thời điểm mát nhất khi mà nhiệt độ giảm xuống chỉ còn 27 độ C. Chuyển sang dự báo thời tiết trên biển. Khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau Kiên Giang hôm nay nắng nhiều, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, gió nhẹ, sóng cao không quá 1 mét.